Cộng sản Việt Nam thay đổi quy định nhập cảnh để cứu kinh tế. Đại tiếng nói Hoa Kỳ VOA đưa tin nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thay đổi quy định nhập cảnh nhằm thu hút thêm khách du lịch ngoại quốc sau nhiều tháng ngành du lịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Theo như quy định mới, thì khách quốc tế đến Việt Nam sau khi trình giấy xét nghiệm âm tính với virus corona trong vòng 5 ngày sẽ được đưa đi cách ly tập trung từ 5 đến 7 ngày. Trong thời gian cách ly thì người nhập cảnh sẽ được xét nghiệm virus corona thêm 2 lần và tất cả chi phí cách ly xét nghiệm đều phải tự chi trả. Những người có kết quả âm tính sẽ tiếp tục cách ly tại nhà hoặc là tại doanh nghiệp, đơn vị đủ 14 ngày dưới sự giám sát của địa phương. Trường hợp người có dấu hiệu nhiễm virus thì sẽ được đưa đi cách ly tập trung. Quy định mới được đưa ra sau khi Việt Nam thông báo quyết định bắt đầu mở lại 4 đường bay từ Việt Nam đến Trung Cộng, Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan từ ngày 15 tháng 9 và hai đường bay đến Cambodia và Lào vào ngày 22 tháng 9. Cộng sản Việt Nam mong đợi sẽ có khoảng 20.000 khách quốc tế trong tháng này sau khi các đường bay trên được mở lại để cứu kinh tế. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam vào tháng Giêng, Hà Nội đã đình chỉ tất cả các chuyến bay quốc tế vào ngày 25 tháng 3 và tất cả các ưu tiên nhập cảnh phải được đưa đi cách ly tại các cơ sở tập trung trong 14 ngày. Tuy nhiên, quy định này đã được thay đổi khi nhu cầu mở cửa nền kinh tế đang trở nên ngày càng cấp bách.